Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Herôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông hỏi: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triệu bái người. Nghe nói thế, vua Herôđê bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ của với nhà vua. Vua hỏi họ cặn kẽ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu rằng: tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời đấng tiên tri đã chép: cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc ta. Bây giờ vua Herôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao hiện ra. Rồi vua phái họ đi Bethlehem, căn dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ mãi cho tới nơi và đậu trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ gặp thấy hài nhi và Maria mẹ của người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời báo mộng đừng trở lại với vua Herôđê, họ đã đi qua đường khác trở về xứ sở của mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mình cứ quen gọi là lễ ba vua thì cứ chấp nhận chữ gọi đó, không sao. Nhưng hôm nay, từ bao nhiêu lâu rồi giáo hội gọi là Epiphany. Tiếng Anh lấy từ gốc cổ Hy Lạp có nghĩa là tỏ ra, xuất hiện ra. Và như tôi nói lúc đầu lễ, cũng có thể là bên trong. Ví dụ lâu nay mình không nhận ra một vấn đề gì rất quan trọng đối với mình, mà lúc đó bật một cái, tiếng cổ gọi là giác ngộ, là mình biết và mình gặp, không ai chỉ cho mình, cũng gọi là Epiphany được, tức là hiển linh. Qua thánh lễ này chúng ta biết người Do Thái không chấp nhận Thiên Chúa tỏ mình cho các người không phải Do Thái. Nhưng qua thánh lễ này và cái lễ hiển linh này, Chúa cho chúng ta thấy Chúa là cha của mọi người, yêu thương hết mọi người và muốn cứu độ tất cả mọi người. Tôi không đọc lại đoạn của Matthew, nhưng việc mà Matthew viết những nhà đạo sĩ hay chiêm tinh, cái chữ đó rất ngắn ngủi. Ông Matthew tin rằng đối với độc giả của mình là người Aramean, người Do Thái, họ hiểu ngay. Nhưng chúng ta thì không đâu. Để tôi chứng minh. Những chứng từ cổ xưa nói rất khác nhau về con số của các đạo sĩ. Ví dụ, đã có những bức tranh vẽ có hai vị à. Đó là bức tranh trong ngôi mộ Thánh Phêrô. Mấy người đi hành hương có để ý không? Tôi có nhìn thấy chỉ có hai ông đạo sĩ hay chiêm tinh. Và trong ngôi mộ của Thánh Marcellino ở Roma. Còn cũng có bức tranh vẽ ba vị như cái thạch mộ còn giữ tại Bảo tàng Viện Lateran. Hay có bức tranh vẽ bốn vị như ở nghĩa địa Thánh nữ Matilde tại Roma. Và có bức tranh vẽ tám vị như trên cái bình cổ thuộc Bảo tàng Viện Acireano. Còn các truyền thống của xứ Syria và Armenia
thì tính tới 12 vị không quan trọng. Tuy nhiên con số 3 là ưu thắng, bởi vì dựa trên 3 món đồ mà những người đó đã dâng tiến. Và nó cũng là tượng trưng cho 3 chủng tộc tìm đến với Chúa Giê-xu, là chủng tộc Sem, Cam và Japhet. Còn tên tuổi của họ thì nó cũng tranh cãi lắm. Thấy viết là Melchior, Gaspar, Baltazar. Xuất hiện lần đầu trong một bản sao vô danh ở thế kỷ thứ 9. Và một bản sao nữa ở Paris thế kỷ thứ 7 đã có mấy cái tên đó. Nhưng xin đừng dựa vào đó để nói tên trúng hay sai. Rồi địa vị vua chúa của họ cũng không nào. Hoàn toàn mấy ông không phải là vua. Nhưng mà chúng ta cứ suy niệm theo Thánh Vịnh 72 mà cái bài đáp ca chúng ta cũng vừa nghe nữa đó, hay là bài đọc 1 đó. Dựa theo mặt chữ của Thánh Vịnh 72 thì vua chúa các đảo Tarsis sẽ đến để triều bái. Rồi các vua chúa Saba và Seba sẽ đem những lễ vật tới triều cống. Dựa vào đó cái mình nói ông là vua thì không có thuyết phục lắm. Chẳng bao giờ mấy ông xuất hiện với biểu hiệu của vương quyền là một ông vua. Nhưng một điều chắc chắn là mấy ông đội mũ Phrygia và ăn vận theo kiểu dân Ba Tư, Persia. Để nói lên điều này thì chúng ta thấy rõ ràng có nhiều người đã tin rằng họ đến từ Ai Cập và Ethiopia là sai, vì Ai Cập và Ethiopia nằm ở phía Tây Nam chứ không phải ở phương Đông. Nó một thời người ta tin như vậy. Tuy nhiên cái bản tin đáng được chấp nhận nhất là văn bản của Công đồng Jerusalem năm 836 có nói rằng năm 614 quân đội Ba Tư của vua Chosroas thứ hai đến chiếm và tàn phá tất cả những di tích tôn giáo ở tại Jerusalem, chỉ trừ ra cái nhà nguyện ở ngay hang đá Bethlehem do vua Constantino xây lên. Vì sao? Là vì ở mặt tiền của cái nhà nguyện này có trình bày các đạo sĩ đến viếng Chúa Giê-xu mà họ ăn mặc y như những đồng hương của mấy người lính, tức là lính Ba Tư. Do đó họ không phá, mà nó cũng còn đó. Cho nên nếu mình nghĩ như vậy thì các nhà đạo sĩ hay chiêm tinh hay vua trong bài tin mừng của Matthew làm cho chúng ta cứ nghĩ lung tung, có thể họ là những ảo thuật gia, các chiêm tinh gia, hay nói chung là những phù thủy, những pháp sứ. Thưa không, tôi tin một điều, xét về căn ngữ, dịch từ cái bản Hy Lạp Magoi của văn hóa Trung Đông. Magoi thì theo cái từ cổ của Hy Lạp mà Thánh Matthew dùng trong nguyên bản là một cái chữ trong tiếng cổ Hy Lạp có nghĩa là vua. Nó không có nghĩa là vua, mà đó là danh từ số nhiều của chữ Magos, một danh từ giống đực. Nó chỉ hoặc là một chiêm tinh gia, một người giải mộng, một người pháp sư, một người tư tế. Nó có 4-5 nghĩa trong đó. Nhưng mà nếu xét về vấn đề họ theo dõi các ngôi sao thì cũng có thể họ có kiến thức về thiên văn học. Đừng lầm chữ chiêm tinh gia với khoa chiêm tinh ngày hôm nay là khoa bói toán. Cho nên tôi tin rằng mình nói hơi dài chút để mà mình thấy chữ Magoi không có nghĩa đơn thuần là đạo sĩ. Magoi cũng không thuần túy là chiêm tinh gia. Bởi vì trong văn hóa Việt Nam, chữ này nó là một cái nghĩa bói toán. Magoi cũng không phải là những nhà thông thái mà thôi. Thật ra Magoi vừa là đạo sĩ, vừa là chiêm tinh gia, vừa là những nhà thông thái, vừa là những người giải mộng. Bằng chứng là hãy cứ có mộng là mấy ông đi theo à. Đó. Cho nên Magoi
cũng có thể là những thầy tư tế đại diện cho vua chúa trong cái thời đó. Thôi thì mình dẹp tất cả những điều đó sang bên để mình nói mấy ông đi tìm. Cuộc đời mỗi người tôi tin rằng dù ở tuổi nào, từ thuở bé đến giờ, từng người trước mặt tôi đều có đi mơ tưởng tới một thần tượng. Thần tượng đó có thể là một người, cũng có thể là một đấng, chữ đấng viết hoa. Tại sao vậy? Khó thoát khỏi. Ở tuổi nào, tuổi trẻ cũng có những thần tượng của họ, và giới thanh niên thiếu nữ cũng có đi tìm những thần tượng đó. Người già cũng có. Đó là nhu cầu. Bởi vì thần tượng là những gì mà mình không thực hiện được, thì mình ước mơ nơi thần tượng đó đã có. Tức là những vị thần tượng đó, dù là một đấng hay một con người, thì thực hiện thay cho mình những giấc mơ của mình. Hỏi ai không có giấc mơ? Ai không có những mơ ước? Con người cần thần tượng, vì nơi thần tượng con người tìm được chỗ nương náu về tâm lý và tình cảm và thấy an toàn. Con người cũng cần thần tượng để làm tiêu chuẩn cho hành động của mình. Đúng. Chính vì thế trong bất kỳ thời kỳ nào, trong bất kỳ phạm vi nào của đời sống, con người vẫn còn một nhu cầu đi tìm thần tượng. Thậm chí có những lối biểu hiện rất là thô kệch, giống như thần tượng đến mức độ hôn lên cái ghế mà nơi một ca sĩ Hàn Quốc vừa mới ngồi xong. Cái đó thì tôi hiểu không nổi luôn. Thần tượng cần cho con người, đừng chối, có thật. Nhưng thần tượng mà là loài người thì bị giới hạn và không có toàn năng. Vì thế, thần tượng là loài người không bao giờ đáp ứng hết mọi nhu cầu và mọi ước mơ của chúng ta. Và thật ngược lại, có thể chúng ta khám phá ra thần tượng đó chỉ là một tượng thần. Bởi vì nó có khuyết điểm, bởi vì nó có đầy những tội lỗi, những yếu đuối. Nhưng nếu thần tượng đó là một vị Thiên Chúa, thì chúng ta an tâm hoàn toàn. Thiên Chúa không thay đổi. Thiên Chúa là toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Chúa lại vừa tuyệt đối về huyền nhiệm, mà Ngài lại vừa ở gần, lại vừa ở xa. Chính vì vậy phải đi tìm cả đời. Cho nên Thánh Augustino nói lại Chúa: Chúa dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con cứ ray rứt mãi cho đến khi nào con được ở yên trong Chúa mới hết. Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn bình an cho đến khi tâm hồn chúng ta được ở trong Chúa hay là ở cùng Chúa. Cho nên tôi thấy các bậc cao niên có ưu thế hơn, là vì càng lớn tuổi chúng ta càng cảm nghiệm hơn về cái điều này. Vì tuổi càng lớn, chúng ta càng cảm thấy giới hạn của mình nó mong manh, nó tắt dần. Sức khỏe yếu đi, trí óc chậm lại, giác quan cũng giống như bị tàn phế. Công danh sự nghiệp tuột khỏi tầm tay, nay nói không còn ai nghe vì không có quyền hành. Chỉ còn lại điều cần thiết, đó là một tâm hồn bình an. Mà sự bình an này chỉ được thực hiện khi có Thiên Chúa ở với người đó. Đó là tình trạng đầy ân sủng như mẹ Maria được bà Elizabeth khen. Chúng ta không cần phải lớn tuổi rồi mới đi tìm kiếm thần tượng là Thiên Chúa, dù ở bất kỳ tuổi nào cũng được. Bởi vì có những vị thánh, năm ngoái Giáo Hoàng vừa phong một vị thánh ở tuổi thiếu niên mà. Một người rất giỏi về computer. Có vậy đấy. Chúng ta cũng cần tìm kiếm Chúa để chúng ta được bình an. Không phải vì ích kỷ, nhưng khi chúng ta được bình an ở trong Chúa, chúng ta trở thành những ngôi sao dẫn đường cho người khác. Còn nếu không có Chúa, đừng hòng trở thành ngôi sao. Chúng ta được kêu gọi để trở nên những dấu hiệu cho người khác
ngay trong gia đình mình. Thử hỏi dấu hiệu của mình là dấu hiệu tích cực hay tiêu cực? Thánh Irene đã từng viết, vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động một cách viên mãn. Tôi lặp lại nha, sống động chứ không phải ù lì, sống cho có, sống nay còn mai mất, lây lấp cho qua ngày, thưa không. Sống một cách sống động và viên mãn, đầy tràn. Sử dụng những đồng tiền Chúa trao một cách rất là đầy đủ và tích cực. Nói như vậy hơi khó hiểu, sống động một cách viên mãn tức là làm sao? Để bản thân của chúng ta là chân thiện mỹ. Khó, bởi vì chúng ta có thể chưa chân, quanh co, nói láo. Chưa thiện là vì chúng ta xấu nhưng giấu đi. Chúng ta chưa mỹ là chưa làm được cái gì tốt đẹp, vân vân. Bởi lẽ những điều chân thiện mỹ, những gì tốt đẹp đều là vinh quang của Chúa được tỏ ra. Cảm ơn các nhà chiêm tinh hay đạo sĩ hay là thông thái qua biến cố các ông đến viếng Chúa. Chắc chắn là cái hoàn cảnh mà mình nhìn bên đó là không đúng rồi đó. Mấy ông đến trễ lắm, chứ không có đến ngay hang đá đâu. Bằng chứng là Matthew viết rất rõ là đến nhà. Và lúc đó ông Giuse đi làm, đi vắng. Có một mình bà Maria ở nhà với em bé. Cho nên mình ghép vô như vậy thôi thì cũng chấp nhận rồi. Chứ giờ mình dựng một cái nhà nữa thì bốn bao nhiêu công nữa. Mà rõ ràng là đến nhà. Cho nên chúng ta thấy mấy ông đến tận nhà đi tìm Chúa. Thử hỏi cuộc đời mình có đi tìm Chúa một cách tích cực như vậy được lần nào chưa? Có thể có người nói tôi đi hành hương tới tận đất thánh. Trong đó có thể đến 60% đi du lịch. Mình không có bài bác, nhưng mà nếu mình thiếu tinh thần hành hương, tức là đi tìm về cội nguồn, nơi phát sinh tôn giáo, thì mình đi chơi, không sai, không phải là xấu. Cho nên đi việc, cái việc tìm kiếm Chúa trở thành một cái tiêu chuẩn để đi tìm thần tượng. Rồi nhớ rằng mình được mời gọi để trở thành cái tiêu chỉ cho người khác nhìn thấy và họ tìm đến Chúa. Và cái khác thì tôi tâm phục. Thứ hai, xin cầu nguyện cho họ là vì họ dám đưa vai ra vác, còn mình không dám vác, thì mình giúp vậy thôi. Rồi đây là câu chuyện sau lễ thánh gia vừa rồi ở một xứ đạo bên Mỹ. Ông cha xứ ông ấy nói ông lựa được 3 cặp hạnh phúc lắm, bởi vì thánh gia lên trước đây, đứng trước cái bục đó. Rồi 2 người, 2 ông bà, nhất là mời ông, chứ không có cho bà thì nói nhiều rồi. Mời ông nhìn người bạn đời của mình và nói, cặp nào nói mà được cả cộng đoàn vỗ tay nhiều nhất thì sẽ được chấm điểm là gia đình thánh gia gương mẫu. Cặp thứ nhất mời lên, ông vào khoảng 110 kg, bà thì bé bé. Tất cả cộng đoàn hồi hộp. Ông ấy nhìn bà vợ, ông nhìn tới nhìn lui, ông nói, con chim én bé nhỏ của anh ơi. Thôi mọi người vỗ tay, đúng đúng rồi. Cha mời người cặp thứ nhì, ông cũng 80 mấy 90 kg, bà vợ cũng chẳng khoảng 50 60 kg gì đó. Con bồ câu đơn sơ của anh ơi, lại vỗ tay. Một ông vào khoảng 36 37 kg, bà vợ thì tôi không nói. Ông ấy nhìn rồi ông ấy nhìn qua, rồi ông nhìn lại, và ông được hoan hô nhiều nhất là vì ông nói, con hà mã mũm mĩm của anh ơi. Sao là quý vị cười? Quý vị biết con hà mã là con gì không? Dạ biết rồi, thôi xin mời cộng đoàn đứng.